Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một số mẫu dao mèo. Toàn bộ ở trong video này là dao mèo size 25 không vỏ. Các bác mua từ hai sản phẩm là em Hoài sẽ tặng cho các bác một viên đá mài bùn tự nhiên trị giá 70k luôn. Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho bác nào nhanh tay nhất để đặt mua. Và cách thức mua hàng thì các bác cứ gọi trực tiếp cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 hoặc 0916 929. Các bác cứ gọi trực tiếp cho em Hoài nhé. Và mật ong rừng thì hiện tại em Hoài vẫn còn sẵn nhiều để cho các bác lựa chọn. Các bác cứ gọi cho em nhé. Mật ong khoái rừng Lai Châu 400.000 một lít, mật ong đá rừng Lai Châu giá là 350.000 một lít. Đặc sản Lai Châu món gì em cũng có, các bác cứ gọi cho em thôi ạ. Và em sẽ đi giới thiệu. Thì ở trong cái video này em sẽ giới thiệu là 3 con thép trắng, còn lại toàn bộ là nhíp xe. Dao rèn thủ công các bác cứ dùng thoải mái, dùng xong mình lại mài thì nó sắc bén. Tại vì đây là dao rèn và tôi lưỡi rồi, nên là các bác không cứ yên tâm trong quá trình sử dụng. Và mình dùng xong mà nó cùn, các bác mài lại nó lại sắc như mới. Nó khác biệt so với cái dòng dao thép tấm cắt ra. Thì dòng dao thép tấm cắt ra là không mài lưỡi, mài nhưng mà không tôi thì nó sẽ rất là nhanh cùn, và cùn thì khó mài lại. Và em có 3 con thép trắng không dỉ hay là dòng thép ống khoan dầu Nhật ấy, thì các bác sử dụng lúc nào nó cũng sáng bóng sạch sẽ và nó không bị dỉ xét. Tuy nhiên thì độ sắc bén, sắc ngọt so với nhíp thì nó sẽ không bằng. Còn con nhíp xe thì nó sẽ sắc hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nó bị dỉ xét nếu mà mình không bảo quản. Nếu bác nào lười bảo quản trước khi sử dụng thì mình lấy cái búi cọ sắt mình rửa sạch. Hoặc là bác nào cẩn thận thì mình dùng xong rửa sạch, lau khô dao ngay và quét một lớp mỡ lợn hoặc dầu ăn lên hai mặt lưỡi dao để mình treo dao lên bảo quản thì sẽ không bị dỉ xét. Sử dụng lâu dao nhíp nó cũng không bị dỉ nữa đâu các bác nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết luôn. Các bác nhớ là mua hai con thì em sẽ tặng kỷ niệm một viên đá mài luôn. Có tháng này thì em tri ân rất là nhiều, nên là các bác nào mà chưa đặt mua được các bác tranh thủ đặt mua luôn nhé. Và em sẽ đi giới thiệu chi tiết luôn. Đầu tiên là một dao mèo size 25, mã 36. Mã 36 dao mèo size 25, thép trắng không dỉ, cả lưng gù mũi hách này, cán cẩm chỉ, em khía vân trúc dày 7 ly thân dần với mũi. Và cái con mã 36 này, mèo 25 phân thép trắng, giá là 300k một con ạ. 300k một con nhé, bác nào chốt đơn thì quá chốt mã 36 mèo 25 thép trắng. Ở trong video này toàn bộ là mèo thép trắng, toàn bộ là mèo 25 phân hết các bác nhé. Sang đến số 31, đây là tất cả các kiểu dáng của mèo 25 phân. Tại vì hôm trước có anh khách bảo là anh muốn chọn một vài con mèo 25 phân thì em cứ quay những cái mẫu mà em có, thì hôm nay em quay luôn. Mã số 31 này sẽ rất đắt, giá là 400.000 một con. Tại vì cái cán của nó là cán gỗ chắc đỏ đen. Các bác cứ tìm hiểu về dòng gỗ chắc đỏ đen sẽ biết là cả gỗ cực kỳ quý hiếm. Một cái cán không này là 160 rồi đấy, 160.000 cái cán này rồi. Dao là lưỡi dài 25, dày 7 ly thon dần về mũi. Cán cẩm chỉ khía vân trúc và em làm để gửi đi Nhật hai con. Vì vậy mà khách yêu cầu là không dập dấu, nên là con này không dập dấu này. Bác nào chốt con mèo thép trắng cán chắc đỏ đen 400.000 ạ. 400k cho mã hàng số 31. Tiếp đến mã hàng số 19 là 300k. Lưỡi dài 25, dày 7 ly thon dần về mũi. Bác nào ưng ý chốt đơn mã này là mã số 19 nhé. Lưng gù mũi hay cán trơn. So với 36 thì nó là cán trơn, cái kia cán khía vân trúc, tùy các bác thích cái cán nào thôi ạ. 19, 400k. Mã 19 nhé. Tiếp đến mã số 40. Mèo 25, lưng thẳng, dày là 7 ly thon dần về mũi, cán cẩm chỉ khía vân trúc. Con này 280. Bác nào nghỉ chốt thì chốt mã số 40 nhé. 280, mã số 40. Mã số 35, 280k. 280k. Em sẽ giảm con này đi. Lưỡi dài 25, dày 7 ly thon dần về mũi nhé. Cán cẩm chỉ mã hàng số 35 này em sẽ giảm 280, còn 230 thôi. 280.000 còn 230. Bác nào nhanh tay chốt mã hàng 35 nhé.
Mã hàng số 35, em sale. Tại vì lẻ mẫu, sale để rèn con khác, rèn lâu mới. Mã số 44, mèo 25, khuyết lưỡi, dáng rất đặc biệt luôn. Băng nào chốt là 230 một con. Đó. Đây là dáng dao khuyết lưỡi nhé, dáng dao đặc biệt đấy các bác ạ. Bác nào chốt mã số 44 nhé. Tiếp đến mã số 23, dao mèo size 25, dày 7 ly thân dần về mũi ạ. Đó, bác nào chốt con này 280 nhé, 280. Mã số 23, 280. Mã số 26, 280, dao mèo size 25 khuyết lưỡi, 25 lưng gù mũi hách. Em xin lỗi các bác nhé, dày 7 ly thân dần về mũi này. Mã số 26 này cũng rất đẹp, bác nào chốt thì con này 280, mã 26. Con số 16, con này em sẽ giảm giá đi. Lưỡi dài 25, đen, nhíp xe IFA của Đức đấy. Bác nào chốt con này 280, giảm còn 230, mã 16 nhé. Mã giảm này thì em còn lẻ mẫu thôi, nên em giảm nốt. Mã số 1, 280, mèo 25, cán ốp, phun tang. Xoay 7 ly thon dần về mũi chốt là 5 đinh đồng đỏ chắc chắn, cán ốp phun tang. Đó, bác nào chốt con này là 280. Mã số 4, 280, mèo Mường Thanh 25, xoay 7 ly thon dần về mũi. Bác nào chốt con này là 280 nhé. Mã số 4 giúp em. Số 29 này, xả kho, còn 200 một con thôi, lưỡi dài 25, dày 7 ly thân dần về mũi. Con này còn một con thì phải bác nào chốt nốt mã 29, 200k. Mã 29 xả nốt 200k nhá, có một con. Mã số 37, 280, xả 230. Mã số 29 là 280, em xả 200. Mã số 37 này là 280, em xả 230. Đó, bác nào chốt thì chốt con này là mã số 37 nhá, xả 230. Mã số 25 cũng xả 230 nốt, lưỡi 25, dày 7 ly thân dần về mũi 280, xả 230. Đó, 280 em xả 230 nhé. Còn vài con lẻ mẫu thì em sẽ xả. Bác nào mà chốt sản phẩm nào thì cứ gọi cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 ạ. 0352 749 419 các bác nhé. Ưng ý sản phẩm nào cứ gọi alo trực tiếp cho em, thông số chung là lưỡi 25 dày 7 ly thon dần về mũi. Bây giờ là các bác chọn sản phẩm mà mình yêu thích thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video và ủng hộ em Hoài. Ưng ý sản phẩm nhớ gọi cho em Hoài luôn nhé, hoặc nhắn tin Zalo cho em. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.